Hi, xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh của Hải Chiều nha. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2022 và chuẩn bị bước sang năm 2023. Thì lời đầu tiên Hải Chiều muốn gửi đến quý khách hàng một lời chúc sức khỏe và chạy hàng thì gặp nhiều may mắn để kiếm thật là nhiều tiền để lo cho gia đình. Thì ngày hôm nay Hải Chiều muốn làm một cái video báo giá toàn bộ xe tải đang có mặt tại công ty ô tô Phú Cường của Hải Chiều trong năm 2022 một lần nữa. Và để bước sang năm 2023 thì Chiều sẽ làm thêm một cái báo giá nữa để xem trong thời điểm 2022 và thời điểm 2023 thì giá xe tải nó có chênh lệch có nhiều không, để cho quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về giá xe tải trong những dịp cuối năm, để sau này mình có cơ hội mình mua xe tải á, thì mình có thể biết để mình không phải chờ đợi đó. Tại vì nhiều khách hàng á cứ nghĩ á, là những dịp cuối năm sẽ là khuyến mãi rất là nhiều, nhưng mà thì như Chiều bán á, trong cái ngành xe tải này cũng được 5 năm rồi, thì Chiều cảm nhận á thì nó khuyến mãi thì nó sẽ tặng thêm một vài chi tiết và khuyến mãi tầm khoảng 50 triệu thôi, chứ cũng sẽ không là nhiều đâu đó. Nên là Chiều muốn lưu ý cho quý khách hàng nha. Thì đầu tiên bây giờ mình Chiều sẽ giới thiệu về những dòng xe tải dắt trước đi nha, đó để quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu thì có thể mua. Thì đây đầu tiên là con dắt L240, con này thì hiện tại là đang có giá rất là khuyến mãi luôn. Con này với tải trọng là 2 tấn 4, chiều dài thùng là 3,7 m, giá hiện tại của nó là 385 triệu xe thùng đó, như thế này nè đó, lăn bánh luôn đó. Còn á, khách hàng nào mà muốn trả góp á, thì đưa trước khoảng là 80 đến 100 triệu là có thể mình sở hữu được một con xe tải 2 tấn 4 trả góp, mỗi tháng đóng đâu đó khoảng là tầm 5 triệu thôi quý khách hàng, 5 triệu đến 8 triệu, còn tùy thuộc vào cái thời hạn mình vay, nó từ hạn từ 2 đến 7 năm nha. Đó. Thì con này thì nó sẽ tặng cho các bác tài là ghế da nè, camera hành trình nè, đó, rồi kính chỉnh điện đó. Thì bác tài nào mà đang có nhu cầu mua xe thì có thể liên hệ cho Hải Chiều sẽ tư vấn kỹ hơn đó. Rồi tiếp theo thì bên tay phải Hải Chiều đây là một con dắt trường lái, thì con này với số loại là H360 với tải trọng là 3 tấn 6 nha. Đó, con này thì phục vụ cho khu vực trường lái mà các học viên sử dụng là bằng dấu C. Đó, bằng dấu C là sử dụng con này. Thì con này hiện tại giá nó cũng đang rất là ưu đãi, nó cũng khoảng tầm khoảng là 385 triệu thôi. Đó, xe thùng như thế này. Trả góp thì cũng khoảng 80 100 triệu. Đó. Rồi tiếp theo thì trong khu này hơi bị chật thì Chiều có thể ra đây Chiều quay nha. Thì bên kia cũng là xe tải dắt không à. Đó, thì đây, tiếp theo là xe tải dắt với số loại là N200 thùng kín. Thì con này với tải trọng là 1 tấn 9, chiều dài thùng con này là 4,360 m, chiều ngang là 1,820 m và chiều cao là 1,880 m. Thì con này phù hợp dành cho khách hàng nào mà mình chạy hàng trong khu vực thành phố nha. Đó, trong khu vực thành phố thì nên lấy cái dòng N200 thùng kín, và còn tùy vào mặt hàng của khách hàng nữa thì có thể lựa chọn thùng bạc. Thì hiện tại giá của con này trong năm 2022 á là 10 khuyến mãi 15 triệu tặng camera hành trình cho quý khách hàng đối với xe thùng bạc, còn đối với thùng kính thì quý khách hàng nào mua thì Hải Chiều sẽ tặng cho quý khách hàng một cái camera hành trình đó. Thì hiện tại giá đối với thùng kính á, là 438 triệu đó, đối với thùng kính. Con này thì sử dụng động cơ Cummins với dung tích máy là 2,753 nha quý khách hàng đó. Đây là một cặp chuẩn bị giao cho khách hàng thành phố. Rồi tiếp theo là một con dắt rất hot trong thời gian gần đây, con dắt N650 Plus. Con này với tải trọng là 6 tấn 6 đó, con này với tải trọng là 6 tấn 6, chiều dài thùng là 6,2 m. Hiện tại con này trả góp đưa trước khoảng là 200 triệu là có thể nhận xe. Thì giá hiện tại của con xe tải dắt N650 Plus thùng bạc thùng tiêu chuẩn nha là 653 triệu xe thùng như thế này chưa giấy tờ đó. Còn mà lăn bánh hoặc là đóng thêm
về phần thùng như thế nào á, thì quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp cho Hải Chiều, Hải Chiều sẽ tư vấn kỹ hơn. Đó, đây 653 triệu nha, chưa giấy tờ nha. Đó, dắt 650 Plus 6 tấn 6. Rồi, tiếp theo một con dắt trong thời gian gần đây cũng rất hot luôn. Tại sao thì Chiều nói hot? Thì tại vì á, trong cái thời gian này á, bắt quá tải rất nhiều, nên những cái dòng xe tải dắt này rất hot về cái phần giá cả rất là mềm. Đó, so với túi tiền của quý khách hàng, khách hàng chỉ chuẩn bị đâu đó trước khoảng tầm, như con dắt này thì chuẩn bị trước đó tầm khoảng 200 rồi là có thể nhận xe rồi. Đó, với chiều dài thùng là 7 mét. Đó, với chiều dài thùng là 7 mét nha. Đó, con này thì chuẩn bị 200 là nhận xe rồi. Ngân hàng hỗ trợ vay từ 2 đến 7 năm. Đó, thì giá của con này hiện tại rất là tốt luôn. 728 triệu xe thùng bạc như thế này. Đó, xe thùng bạc như thế này nè. Chưa giấy tờ. Giấy tờ thì nó rớt vào đâu đó khoảng tầm 25 đến 50 triệu thôi, còn tùy thuộc vào tỉnh gần xe của quý khách hàng. Đó, thì quý khách hàng nào mà muốn biết á thì có thể liên hệ trực tiếp, Chiều có thể tư vấn kỹ hơn. Đó. Thì đây, đây là cái chỗ hôm nãy Chiều bỏ qua đây. Rất là nhiều dắt luôn, dắt N200 nè, N350 nè, thùng bạc thùng kính có đủ nha, màu trắng màu xanh luôn, có đầy đủ màu trắng màu xanh cho quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu luôn. Nếu mà quý khách hàng nào mà xem được video này mà muốn mua xe trong năm 2022 á thì phải nhanh tay liền, chứ vì tại vì nha, thời gian bây giờ nè là đăng kiểm rất là khó luôn. Đó, nhiều đôi khi á, quý khách hàng mà chần chờ dự định á, mình á sát ngày mình mới mua xe á, thì đôi khi á một số trạm đăng kiểm ở khu vực thành phố Long An hoặc là các tỉnh miền Tây hoặc là những cái tỉnh lân cận á đang rất là làm rất là gắt, và khách hàng xe mới á là phải đợi bốc số rồi mới đi bấm số, thì nó mất đâu đó khoảng thêm vài ngày nữa, và khách hàng còn đang cần xe mà chạy hàng Tết á, thì lưu ý vấn đề này nha, mình mua sớm để mình đăng kiểm sớm, chứ không đôi khi á mình đăng kiểm trễ là mất cái mối hàng của mình luôn. Đó là mình là mất tiền đó. Thì đó là những điều Chiều muốn lưu ý cho quý khách hàng. Thì bây giờ bãi của Hải Chiều bây giờ cũng còn rất là ít xe, hầu như là toàn xe dắt thôi, với lại một số dòng xe nhỏ. Đây thì đây là con xe SRM T30 thùng bán hàng lưu động. Con này á, nếu mà quý khách hàng mua một cái con xe mà chưa có option gì á, chỉ có thùng không thôi á, thì nó là 275 triệu và thêm phát sinh thêm mà option nữa, nó tầm rất là khoảng giá 300 nha quý khách hàng. Đó, thì con này thì chuẩn bị trước còn khoảng là 60 đến 80 triệu thôi là nhận xe rồi. Đó, đây N200S thùng kín. Đây N350. Đó, con này là N350 Plus. Con này với chiều dài thùng là 5.3. Đó, con này là chiều dài thùng 5.3. Con này là 3 tấn rưỡi, có phanh hơi lốc kê. Hiện tại giá con này là 500. Con này là lăn bánh luôn, là khoảng là 560 triệu nha. Con này lăn bánh luôn là 560. Đó là giá giấy tờ đó đâu có cũng khoảng là chỗ anh này đâu đó giấy tờ nó cũng rất là khoảng là 18 đến 20 triệu. Đó, dắt N350 Plus. Đây, tiếp theo, Vim VBT 350. Con này với tải trọng là 3 tấn rưỡi, thùng 4.9. Hiện tại con này giá của nó là 470 triệu xe thùng bạc chưa giấy tờ, lăn bánh thì tùy thuộc nha. Đó, có thể liên hệ trực tiếp cho Hải Chiều. Dắt N500. Dắt N500. Thì anh này, anh dắt N500 này thì sẽ kéo hơn con dắt N350 Plus khoảng 5 triệu. Đó, cùng với chiều dài thùng 5.3 luôn. Rồi, tiếp theo, Pháo Tiger 8 tấn chiều dài thùng 6.2. Con này đang ưu đãi nha, đang ưu đãi, khuyến mại 30 triệu. Đó, giờ bây giờ là giá xe thùng chưa giấy là 6.4, trừ 30 triệu là khoảng 6.1 thôi, lại đưa trước khoảng 1.8 là nhận xe này nè. Đó, Pháo Tiger nha, 8 tấn, thùng 6.2, dắt 900. Đó,
Thì đây là tổng quan công ty showroom ô tô Phú Cường của Hải Triều. Thì đây là giá của năm 2022 nha. Thì các bác tài hãy chờ qua 2023 có biến đổi gì thì sẽ làm video báo giá lại cho các bác tài một lần nữa. Thì các bác tài nào mà đi ngang qua đăng ký ủng hộ giúp chào Hải Triều nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở nhiều video tiếp theo.